phép lạ thi hài đức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ còn nguyên vẹn sau 23 năm an táng. Thi hài đức cha Cố Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ, giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, năm 1960 đến năm 1998, vẫn còn nguyên vẹn sau 23 năm ngài qua đời. Hôm 29 tháng 11 năm 2021, con cái giáo phận cải táng ngài đến nơi an nghỉ mới, tại đài mục tử trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Lạng Sơn. Cùng được cải táng có đức cha Cố Hét Minh, giám mục đại diện tông tòa Lạng Sơn năm 1939 đến năm 1960, và đức ông Câu Thô Ni Triều, phụ doãn tông tòa Lạng Sơn. Các ngài sẽ được an táng tại hầm mộ nhà thờ chính tòa. Thánh lễ trọng thể được cử hành tại đài mục tử, lúc 6 giờ sáng thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 do đức cha Giuse Châu Ngọc Chi, giám mục chính tòa thứ tư của giáo phận, chủ sự, cùng với sự đồng tế của linh mục đoàn. Xin thành kính thắp nén hương lòng, dâng các vị mục tử giáo phận truyền giáo Lạng Sơn, Cao Bằng. Cha Phaolô Phạm Văn Dụ sinh ngày 14 tháng 10 năm 1922, tên thánh là Vinh Sơn Phaolô, trong một gia đình công giáo tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Hầu hết các anh em trong gia đình đều có chí hướng đi tu. Cha được giám mục Hét gọi theo tiếng Việt, tên là Minh, phong chức linh mục ngày 8 tháng 9 năm 1948. Sau khi thụ phong, ngài được bổ nhiệm làm phó sứ tại Đồng Đăng. Ngày 29 tháng 5 năm 1959, linh mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ được Tòa Thánh Vatican đặt lên chức tổng quản địa phận để hỗ trợ giám mục Hét Minh. Không lâu sau, ngài được bổ nhiệm lên làm chánh sứ Thất Khê. Ngày 5 tháng 3 năm 1960, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Boseta. Ngày 4 tháng 5 năm 1960, đức cha Hét Minh qua đời, ngài được kế nhiệm làm giám quản tông tòa. Ngày 26 tháng 11 năm 1960, cùng với việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, cha được đặt lên làm giám mục chính tòa Lạng Sơn. Do hoàn cảnh chiến tranh và những trở ngại từ chính quyền, dù đã được bổ nhiệm nhưng cha vẫn chưa có điều kiện tấn phong giám mục. Lúc này, ngoài đức cha Dụ chỉ còn 3 linh mục phục vụ trong địa phận Lạng Sơn. Suốt thời gian này, đức cha sống âm thầm một mình, rất ít liên lạc với thế giới bên ngoài. Năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, quân Trung Quốc vượt biên giới tấn công vào Việt Nam, ngài đã cùng với một số giáo dân tản cư về Bắc Ninh. Trong dịp này, giám mục giáo phận Bắc Ninh là Phaolô Giuse Phạm Đình Tục đã làm lễ tấn phong giám mục cho cha trong một nhà nguyện nhỏ tại tòa giám mục Bắc Ninh ngày 1 tháng 3 năm 1979. Sau lễ tấn phong, đức cha đã trở về Thất Khê, tiếp tục sống lặng lẽ. Mãi đến năm 1990, đức cha mới về nhận nhiệm sở tại Lạng Sơn sau 31 năm sống ẩn dật tại Thất Khê. Ngày 19 tháng 8 năm 1991, đức cha sang Roma để yết kiến đức giáo hoàng và nhân tiện chữa bệnh. Ngày 7 tháng 12 năm đó, đức cha trở về Việt Nam và dọn về ở tòa giám mục Lạng Sơn. Năm 1997, sức khỏe của đức cha ngày một giảm sút. Ngày 9 tháng 3 năm 1998, tòa thánh phê chuẩn đơn xin nghỉ hưu. Đức cha đã qua đời lúc 0 giờ 45 ngày 2 tháng 9 năm 1998, sau 38 năm làm giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Trích bài viết của tác giả Dũng Nguyễn Quân trên trang web công giáo.vn.